Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Mom. Mình là Thương. Mình đang sống ở Hội An. Mình dạy các lớp học yoga online mỗi ngày và dạy các khóa học yoga bầu. Nếu đây là lần đầu tiên mà mình bạn thấy mình trên YouTube, phải bấm nút đăng ký để theo dõi kênh của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập một bài yoga ngắn giúp bạn thư giãn vùng cổ, vai gáy và vùng lưng. Sẽ thích hợp cho những bạn sau sinh mà bị đau lưng, đau vai, cho con bú, bế con nhiều. Hoặc là những bạn mà ngồi văn phòng nhiều, bị đau lưng, đau cổ, mỏi, vai, gáy đó. Nào, hãy chuẩn bị một mặt phẳng hoặc là trải thảm ra, hoặc là một cái khăn thôi cũng được, hoặc là ngồi trên giường cũng được. Mình sẽ tập bài này, rất là đơn giản. Nào, ngồi lên giữa thảm của mình. Ngồi vào vị trí mà mình thấy thật dễ chịu, thật thoải mái nhất. Nếu bất cứ cái động tác nào trong bài này mà bạn cảm thấy khó quá hoặc là hơi đau cho với bạn thì cứ ra khỏi thế và vào tư thế em bé nha. Nào, mình đặt hai tay lên đầu gối và mở rộng lồng ngực ra nào. Tìm vị trí dễ chịu cho lưng và vai. Sau đó mình nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu qua mũi của mình. Rồi mình thở ra nhẹ nhàng. Mắt và lắng nghe hơi thở của mình. Hãy bắt đầu với hơi thở lỗ mũi nào. Cảm nhận cánh mũi phập phồng. Từng hơi đi vào và đi ra nhẹ nhàng. Trước của mình phập phồng lên và xuống mỗi khi hít và thở ra. Giữ nguyên hơi thở dài như vậy. Úp hai bàn tay lên gối và cúi nhẹ người mình về phía trước nào. Chậm rãi cúi xuống, vừa cúi vừa lắc lư một chút để lưng sau đỡ đau ha. Cho tới khi bạn thấy thoải mái, bạn có thể chạm bàn tay xuống sàn. Thả lỏng cổ và giữa đây. Nếu bạn cảm giác mình có thể vào sâu hơn được nữa, hãy hạ hẳn cùi chỏ chạm xuống sàn. Rồi thả lỏng trán của mình xuống luôn. Hít thở từng hơi dài. Nếu bạn muốn vào sâu hơn một chút nữa, hãy duỗi dài cả hai tay về phía trước và rạp trán chạm xuống sàn. Hít một hơi sâu, thở dài hết ra.
kéo từ từ tay về gần gương mặt. Mình chậm rãi ngồi lên trở lại, ngồi thẳng lưng lên, nào, dang ngang và vươn hai tay lên trời. Hít vào, vặn về bên phải của mình này, tay trái đặt lên đầu gối bên phải, tay phải chống về phía sau, vặn và nhìn về sau. Trở lại, vươn hai tay lên trời, hít vào, vặn về bên trái của mình, một tay đặt gối, một tay chống về sau, xoay vai nhìn về sau. Một vòng nữa nào, vươn hai tay, hít, vặn qua phải, thở ra. Vươn hai tay, hít, vặn qua trái, thở ra. Sau đó vươn hai tay, hít vào. Mình sẽ còng lưng lại, tay đưa về trước và nắm lấy cái đầu gối của mình. Đừng còng tay ha, thẳng hẳn cái cùi chỏ tay này và đợi lưng về phía sau. Sau đó mình ưỡn cái ngực mình về trước, vươn tay lên trời rướn lên. Lặp lại như hồi nãy ha, còng lại giống như là tư thế con bò con mèo đó, cuộn về sau, còng lưng. Mình lặp lại liên tục ha, hít vào, lên nhìn lên, cong lưng lại nhìn xuống, cuộn người vào trong, hít, thở. Hít, thở ra. Hít vào, thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào, cong về phía sau, mình thở ra. Sau đó mình giữ nguyên cái độ cong này, mình sẽ xoay tròn lưng mình xung quanh thắt lưng này, ép qua gối phải, ép về trước, ép qua gối trái rồi cuộn về phía sau. Nào, vẽ cho cái chu vi của mình rộng ra, vòng tròn của mình rộng, thiệt rộng ra. Tiếp tục vừa hít thở vừa xoay nhẹ nha. Rồi, mình lại cong về phía sau, xoay theo hướng ngược lại, ép vào gối trái, ép về trước, vòng về sau. Vòng cuối cùng nè, xoay tròn về sau, mình thẳng lưng lên. Nào, từ vị trí này, hãy chặt hai bàn chân của mình vào tư thế con bướm. Rồi mình nhịp hai gối lên xuống nhẹ nhàng. Mình khởi động cho cổ chân và bắp đùi của mình. Nhớ, phải thẳng lưng nè. Sau đó mình sẽ dang ngang cái chân bên phải của mình ra, mở ra, gác cái gót chân chạm sàn, kéo cái mũi chân, kéo cái gót chân bên trái gần vào hông của mình, đung đưa để vùng hông ngồi dễ chịu. Nào, gót chân nhìn xuống, đùi ép xuống, thẳng lưng, hai tay duỗi về trước, vươn lên trời, hít vào, lồng ngón tay lại đan vào sau gáy nè, và mở cái cùi chỏ rộng, thở ra. Nào, mình sẽ nghiêng cùi chỏ về hướng cái đầu gối của mình nha, hít sâu, nghiêng qua nè, cho tới khi cùi chỏ chạm vào gối của mình, hoặc là chưa chạm cũng được. Một số động tác, một số nhịp ban đầu á, nó sẽ khó, mình sẽ khó chạm được. Một chút cơ thể mình mềm ra mình sẽ dễ hơn nha. Lên trở lại. Tiếp theo nào, xuống, nhìn check qua trái, lên trở lại. Nữa nào, xuống, nâng lên, tiếp tục hạ xuống, nâng lên. Nhịp nữa nào, xuống sâu hơn,
rồi nâng lên. Và nhịp cuối cùng, mình xuống sâu hoàn toàn cho tới khi cái cùi chỏ chạm vào cái gối hoặc cái ống chân của mình. Được chưa? Mình gỡ cái tay phải nắm lấy cái bàn chân bên phải của mình. Vươn tay trái thẳng lên trời. Và ép tay trái của mình duỗi theo mang tay. Nào là nghe cái độ kéo căng của toàn bộ lườn bên trái của mình. Nhắm mắt lại. Giữ đây một chút. Và trở lại nha. Hít sâu, vươn cả hai tay, duỗi thẳng rướn lên. Và rạp về trước này mọi người, cúi cái người về trước, chạm được tay xuống sàn. Sau đó cúi ngực xuống, bò hạ cùi chỏ chạm bàn tay. Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn, có thể bò hẳn hai tay dài ra. Sau đó hạ trán mình chạm sàn. Nào giữ ở đây một vài nhịp. Một hơi thở nữa nào. Mình hít vào sâu. Rồi mình thở ra. Hai tay kéo về chồng bên cạnh gương mặt. Từ từ nâng người mình ngồi lên trở lại. Đổi chân, khép chân bên phải của mình, dang ngang chân bên trái của mình ra. Thật chậm rãi tìm lấy cái vị trí mà đùi dễ chịu, hông dễ chịu trước đã và ngồi thẳng lưng. Hai tay duỗi về trước, vươn dài lên trời. Đan tay và dấu vào sau gáy của mình. Mở quỳ chỏ ra. Nghiêng xuống từ từ, nghiêng xuống chân trái. Nâng lên. Tiếp tục nha. Chậm rãi hạ xuống. Nâng lên. Thở ra. Hạ xuống. Tiếp tục một vài nhịp nữa nào. Hạ xuống. Và nhịp cuối cùng. Hạ xuống vào sâu hoàn toàn. Sau khi hạ được rồi, rời tay trái nắm lấy bàn chân trái của mình, dụ tay phải vươn lên và ép tay bên phải của mình theo mang tay. Đó là nghe độ căng của lườn bên phải và giữ ở đây. Một hơi thở nữa vào sâu hơn một chút. Rồi thở dài. Vươn cả hai tay của mình lên trời. Dạng dài này. Nằm rạp về phía trước này. Dòng thẳng về trước, chạm tay. Xuống từ từ, hạ cùi chỏ xuống. Bò xa ra. Và rạp hoàn toàn xuống sàn. Một hơi thở sâu nào, hít vào, đạp lỏng xuống, thở ra. Kéo hai tay về gần gương mặt của mình, từ từ nâng người mình ngồi lên. Vươn hai tay lên, hít sâu,
và gỡ hai tay thở ra. Mình xoay về chiều dọc của tấm thảm của mình, xoay về trước. Hai bàn chân mình chạm lại, mình ngồi tiến về phía trước một chút, khép hai chân và nhịp nhẹ nhàng thay đầu gối. Sau đó mình sẽ xoay cái mũi chân bên phải của mình về sau nè, nghiêng người nhẹ qua trái, co chân phải và kéo cái mũi chân phải duỗi về sau và duỗi thẳng cái chân trái của mình về phía trước. Chỉnh lại thế ngồi dễ chịu nào, lưng và vai thẳng, vươn hai tay lên trời, hít vào, cúi gập rạp xuống chân trái nha mọi người nè, duỗi về phía trước, rạp xuống chân trái. Nếu bắt được lấy bàn chân thì bắt lấy chân, còn không thì túm lấy cái ống chân, cúi về trước. Nào vào sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Nếu hoàn toàn rạp hẳn xuống chân được thì đổ hẳn xuống luôn. Hít một hơi sâu, cúi sâu xuống thở ra. Rồi mình vươn lên, cả hai tay vươn lên trời rướn lên. Và gỡ hai tay của mình ra, đổi chân nha, gỡ chân phải của mình đưa về phía trước, lắc 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 cổ chân, xoay mũi chân trái đưa về sau. Nào, chỉnh lại tư thế ngồi dễ chịu, thẳng lưng, vươn hai tay lên trời, sau đó cúi rạp xuống chân bên phải của mình, đổ về trước, cúi sâu xuống thở dài. Mình vào vị trí nào mà mình cảm thấy dễ chịu và vào được sâu. Nào, hít một hơi sâu cùng nhau, rạp sâu xuống chân, mình thở ra. Rồi mình vươn hai tay lên trời trở lại, duỗi tay rướn lên và gỡ hai tay của mình ra. Giữ nguyên chân bên trái này, mình co cái chân phải của mình và xoay nó về phía sau luôn. Nào, chuyển chuyển tách tách hai cái đầu gối, ngồi thẳng nào, ưỡn ngực thẳng lưng lên nào, nắm cái cổ chân này để nặng được cái lồng ngực của mình lên. Sau đó xoay cái mũi tay về mông, chống về phía sau, chạm bàn tay xuống sàn, nhấc nhấc lên xuống để tìm được vị trí dễ chịu ha. Sau đó mình sẽ nhấc mông lên khỏi sàn này mọi người, nhìn cái đầu gối, nhấc mông lên nào, nhìn lên trời, ưỡn cao vùng hông, hạ mông xuống sàn, nhìn về phía trước. Lặp lại nha, hít vào, thở ra, hít vào nhấc lên, thở ra, hít, thở nữa nào, hít sâu, thở sâu. Một nhịp cuối cùng, hít sâu, hạ xuống thở ra. Và từ vị trí này, hạ quỳ chỏ của mình chạm sàn. Nếu bạn thấy ở đây căng quá rồi thì giữ ở đây. Nếu bạn nằm được hoàn toàn xuống sàn thì nằm xuống, hạ lưng chạm hẳn xuống sàn, vươn tay căng qua quá độ và buông xuống nào, giữ lại ở đây, nhắm mắt lại.
Hít thở dài, lắng nghe hơi thở vùng bụng của mình. Nào một hơi thở nữa nào. Hít vào sâu. Mình thở ra. Và nhẹ nhàng ngồi dậy bằng cách là dùng tay nắm lấy cổ chân. Nhìn cái quỳ chỏ xuống sàn. Và để người từ từ ngồi lên. Sau đó mình khép cái đầu gối của mình lại. Lùi về phía sau. Và trả lưng vào tư thế em bé. Trượt tay về phía trước đáp trả anh chạm xuống sàn. Nào hít vào, thở ra và nhẹ nhàng chống tay, nâng người ngồi lên. Mình lùi lại và ngồi về cuối thảm của mình. Mình sẽ tăng độ dẻo dai của vai, cánh tay và lưng một chút cho đỡ mỏi ha. Từ vị trí cuối thảm này, cuộn lưng, vẫn ngồi lên gối, vươn hai tay lên trời hít vào. Duỗi dài về trước này mọi người, bàn tay tách ra, bàn tay chạm sàn. Sau đó đáp ngực và cằm, trườn lên rắn hổ mang, ép đùi vươn vai, lùi trở lại tư thế em bé, nhấn mông về phía gót chân, thở ra. Lặp lại nha, lên, duỗi về phía trước, bàn tay đáp ngực cằm, trườn lên rắn hổ mang. Từ thì em bé lùi về phía sau. Một nhịp nữa nào. Lên. Trả về phía trước. Rắn hổ mang. Và lùi về tư thế em bé. Thở ra. Vòng cuối cùng. Lên. Hít vào. Duỗi về phía trước nào, về trước này, ngực cằm chạm sàn, trườn lên rắn hổ mang. Từ vị trí này, xoay mặt nhìn về gót chân bên phải của mình, xoay trở lại về trước, xoay về gót chân trái của mình, xoay về trước và lùi trở lại về tư thế em bé, thở ra. Sau đó chống tay lên gối và ngồi lên, trở lại ngồi lên gót chân của mình. Nhắm mắt lại, mình lắng nghe nhịp hít vào, nhịp thở ra. Một hơi nữa nào, hít vào một hơi sâu cùng nhau. Thở dài. Và mở mắt ra. Bài tập ngắn vừa rồi hy vọng là sẽ giúp bạn giải tỏa được cái căng cứng ở vùng cổ, vai và lưng dưới, giúp bạn đỡ mỏi hơn ha. Nếu bạn có thời gian hãy tập lại một vòng nữa của cái bài này, tập lại một vòng hoặc hai vòng nữa cũng được. Tạm biệt và hẹn gặp bạn vào bài tập lần sau. Nếu bạn muốn biết thông tin về các khóa học, về các chia sẻ về homeschool, về các cuộc sống ở Hội An thì hãy click vào cái website của mình yogimom.com nha. Nhớ bấm nút theo dõi. Và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Bye bye bạn.